Trung tâm UNESCO Văn hóa, Thông tin và Truyền thông thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam mới đây đã chính thức ra mắt trạm liên lạc văn hóa thông tin truyền thông tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trạm liên lạc văn hóa thông tin truyền thông thứ 10 tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Trước đó, trạm liên lạc văn hóa thông tin này cũng đã ra mắt 10 tỉnh thành khác trong cả nước. Việc thành lập các trạm liên lạc văn hóa thông tin truyền thông nhằm tạo thuận lợi cho các thành viên, hội viên kịp thời nắm bắt thông tin văn hóa, thông tin truyền thông, từ thiện xã hội, phối hợp với các cơ quan truyền thông và ban ngành đoàn thể địa phương sở tại, triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ cộng đồng một cách kịp thời, ý nghĩa nhất. Cùng với Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông, trạm liên lạc thông tin truyền thông kỳ vọng cũng sẽ tổ chức được nhiều hoạt động mang tính nhân văn trên khắp mọi miền đất nước, đồng thời tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá đất nước con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Dịp này, Trung tâm UNESCO Văn hóa Thông tin Truyền thông cũng đã họp mặt Hội đồng Tư vấn Văn nghệ sĩ sứ giả, cán bộ thành viên và tri ân những cá nhân đơn vị có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động chung của hội.